Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác hoàn thiện khung pháp lý, phát triển và quản lý chợ truyền thống trong đô thị ở Việt Nam với tổ chức Healthbridge Canada. Tại lễ ký kết, hai bên đã cùng trao đổi thảo luận về nhu cầu hỗ trợ và phát triển chợ truyền thống ở các đô thị Việt Nam, đặc biệt là các chợ thực phẩm dân sinh. Chợ truyền thống ở đô thị có vai trò quan trọng trong việc giúp người dân thành phố dễ dàng tiếp cận thực phẩm tươi sống có lợi cho sức khỏe, kết nối kinh tế nông thôn và thành thị, là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa lịch sử và tạo ra những không gian công cộng tích cực, đưa người dân đến gần nhau hơn. Vì vậy, việc xây dựng các chính sách phát triển và quản lý chợ truyền thống tại đô thị trong bối cảnh hiện nay có ý nghĩa quan trọng. Theo nội dung bản ghi nhớ, phía Canada sẽ hỗ trợ vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương thực hiện nghiên cứu đánh giá chính sách phát triển và quản lý chợ truyền thống đô thị tại Việt Nam, trong đó tập trung vào chợ kinh doanh thực phẩm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn phát triển chợ truyền thống trong đô thị của một số nước, tổ chức hội thảo, hội nghị tham vấn chính sách và truyền thông định hướng chính sách phát triển và quản lý chợ trong đô thị tại Việt Nam.